ta ghi bàn chiến thắng. Quả bóng đánh sang vừa lèng là tim người hâm mộ lèng. Hãy tin lên đội tuyển Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam, Việt Nam xứng danh hùng anh. Việt Nam, Việt Nam niềm tin chiến thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Ale ale ale. Feel the magic in the air. Xin kính chào quý vị khán giả của truyền cáp SCTV. Độc Cô Cậu Bại có lẽ chỉ là một nhân vật hư cấu trong trí tưởng tượng thần thoại và siêu phàm của Kim Dung. Hiện thực xã hội sẽ không có gì là bất biến, bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trong lịch sử của môn thể thao vua cũng chưa từng kiến một đội bóng nào có thể bất bại mãi mãi. Cao nhân ắt có cao nhân trị, vỏ quyết dày phải có móng tay nhọn. Bây giờ sẽ là lễ chào cờ của hai đội. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Luis Suarez. Một cái. Công ty đến đất Đức và đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại FIFA World Cup. Bóng ra ngoài, cơ hội phản công. Dứt điểm. Không được. Rafael Varane. Luka Modric. Pha bóng rất mạnh mẽ. Một pha cắt đường truyền rất dễ dàng. Sergio Roberto. Thì sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông. Tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết. Và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Bóng đi sát sao của dọc. Phòng ngự khu vực và vẫn là một công thức. Khi người này băng ra thì sẽ ngay lập tức có một người lót ở phía sau. Casemiro. Cần có thêm những tình huống di chuyển không bóng và những khoảng trống để các tiền vệ hay nói khác là những người hỗ trợ thực hiện những đường truyền thật nhanh. Một cái. Cản phá rất đúng lúc. Pha bóng rất mạnh mẽ. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn mong manh. Đang có một pha phạm lỗi. Quyết định thay đổi người là hoàn toàn chính xác khi mà cầu thủ này đang cho thấy được sự quá tải. Trên thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự.
báo hiệu. Không được. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Rafael Varan. Casemiro. Xoay trở rất khéo. Sergio Ramos. Một tình huống đòi hỏi tốc độ. Và cùng lúc này thì hiệp 1 đã khép lại. Và chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp 2. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Gerard Piqué. Sergio Busquets. Xử lý rất tự tin. Pha bóng rất mạnh mẽ. Một cái. Benzema. Luka Modric dù đá ở vị trí nào, tầm hoạt động ra sao thì vẫn là một ngòi nổ thực sự. Với những đường truyền không lẫn vào ai được. Để mất bóng rất nguy hiểm. Cầu thủ đang chứng tỏ sự già dặn trong thi đấu. Những gì đang thể hiện khiến cho rất nhiều người nhớ đến lối đá chặt chẽ và luôn tiềm ẩn sự bất ngờ. Cú đá hoàn hảo, thật tuyệt vời. Một pha lên bóng như vũ bão. Cần có thêm những tình huống di chuyển không bóng và những khoảng trống để các tiền vệ hay nói khác là những người hỗ trợ thực hiện những đường truyền thật nhanh. Đến lượt thủ môn cho thấy khả năng cảm phá tuyệt vời của mình. Vừa rồi là một tình huống khó nhưng anh đã thành công. Di chuyển và tranh chấp bóng như thế, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của anh. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Casemiro. Cú bấm bóng khá kỹ thuật. Xử lý rất tự tin. Những phương án tấn công ở biên trái lại không thiếu những pha tranh cướp bóng đủ quyết liệt. Quả thực đến lúc này thì đội bạn có lối tiếp cận và cách thức tấn công tương đối đa dạng, đặc biệt là những pha xử lý cá nhân của mỗi cầu thủ đều được thực hiện rất bài bản. Sẽ có một phút bù giờ. Khá nguy hiểm. Bóng đã được phá lên. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi lúc trận đấu. Rất đáng tiếc là thất bại.